Video này bắt đầu không cần nói nhiều. Nhìn đi, các bạn nhìn thấy cái này là cái gì không? Này là gì Sam? Cái này là bé ba nè. Bé ba hả? Bé ba là gì? Bé ba là gì ta? Chị ta em bé ba đó. Cái này là đang là túi gọi là hit hot trên top top hiện nay đó. À, baby tree có nghĩa là bé ba hả? Đúng rồi. Rồi ok. Video này bắt đầu không cần nói nhiều. Vô chơi game, ai thắng được mở một hộp. Let's go. Bắt đầu luôn nha, cho nó nhanh. Chứ giờ tôi hóng mở quá rồi. Let's go. Yeah. Rồi, ok 500 anh em, hiện tại bây giờ thì mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã vào trong cái tựa game con gà của chúng ta ở đây. Thì ngày hôm nay chỉ có mình với Sam chơi với nhau thôi, để đấu với nhau, để xem coi ai sẽ là người may mắn được mở những chiếc hộp bé ba này nha bạn nha. Tôi đang rất là hóng, tôi mở được con heo nè, bạn hơi bị dễ thương luôn, ok. Tôi là rồi. Không mở được con thỏ màu hồng này nè, đó. Người nào đạt được 9 điểm trước thì người đó sẽ được mở một hộp nha. Game đầu tiên là game đập bong bóng. Trò này thì tôi chơi rất là dở luôn nha. Tại vì là tôi toàn bị giành không à. Vô, bong bóng màu vàng, bong bóng màu vàng là xịn nhất, tôi phải tìm bong bóng vàng. À đây, đây rồi, ui, bong bóng vàng, bong bóng vàng. Bong bóng vàng đâu kia kìa. Yeah, 10 điểm. What? Ui, chỗ tôi, chỗ tôi ba cái bong bóng màu vàng luôn. Wow, quá đã. Quá đã, quá đã. Bong bóng, bong bóng vàng, bong bóng vàng, bong bóng vàng. Tôi, ủa, Sam, trời ơi, Sam chơi gì? Bong bóng vàng, bong bóng vàng. Đây rồi. Yeah. Bao nhiêu điểm vậy? Rồi, 3 điểm đầu tiên dành cho Phong Cần. Quá đỉnh. Tôi được 2 điểm, cũng được. Thì nói chung á là những cái hộp này á, tôi có gọi là mua đến tận 2 hộp lận. Tôi sẽ có một hộp riêng dành tặng cho Sam, để Sam có thể inbox ở trên TikTok cho các bạn coi đó nha. Các bạn nhớ coi TikTok của Sam nha. Giờ, ủa, trò theo này là gì ạ? Laser. Laser hả? Cái này thì quá dễ, cái này tôi chơi được. Cái màu cái vàng này hình như là nhảy qua luôn cái màu vàng được á. Ủa? Ủa? Thì ra là phải phóng qua các bạn ơi. Rồi bằng điểm nhau rồi, bằng điểm nhau rồi. Rồi trò này là đi lụm mấy cái cọng lông này để mình giữ lông trong người đúng không? Ba cọng lông, tôi được 3 cọng rồi. Cọng lông rồi, sao ít vậy? Bây giờ là Sammy phải đánh tôi, sao mới lụm được, sao mới lụm được lông hiểu không? À, đánh lông hả? Đúng rồi, tôi chạy, còn lâu. Chơi kỳ quá vậy. Chạy, còn lâu chứ sao ơi, còn lâu. 5, 4, 3, 2, 1. Trời ơi, lâu quá tôi. Yeah, 8 điểm rồi. Cái này là phải kỹ nha bạn nha, coi chừng bị nhầm đó. Ok. Rồi. Đẩy Sam luôn. Ôi, màu xanh. Ui. Nè, trông nó chậm quá vậy. Trời ơi, may thiệt, Phong không đi. Không chơi đẩy nha, Sam. Mình chơi an toàn. Sam muốn biết rằng là Phong thương Sam cỡ nào không? Không. Điểm. Ủa sao đều điểm? Chưa ai thắng hết. Vậy là thêm ván nữa. Trời ơi. Thêm ván nữa hả? Trời ơi. Thì tôi sẽ đẩy bà xuống. Yeah. Thôi giỡn á. Ui. Oh, rồi. Nói chung là tôi đầu video tôi cho các bạn ăn cơm tó xíu đó hiểu không? Rồi bây giờ Sammy mở hộp đầu tiên cho các bạn coi đi. Rồi ok. Thì bây giờ mình là người đầu tiên thắng thì mình sẽ mở một cái hộp của gọi là bé ba nha bạn. Đây. Okay. Mong là sẽ ra cái con thỏ. Ê đó. Nếu mà ra con heo tặng tôi nha. Ok. Em mà biết không? Ông biết sao ông nhìn cái hình đi, có cái con xích rụt á. Con xích rụt là con cuộc con hay sao á? Con xích rụt là cái con gọi là khó tìm nhất đúng không? Đó, cái túi nó bự. Trời ơi nhìn nè. Mình sẽ cắt thử ra nha. Rồi, để tôi xem coi Sammy mở được con gì. Trời ơi, tôi hồi hộp quá, Con gì đây, Con heo hả? Đúng rồi, con heo. Wow. Ơi, ơi. Vậy một tí nữa Phong mà mở ra được con thỏ hồng thì sao đổi với Phong nha. Okay. Trời ơi. Con heo này nó khóc để bạn, con heo này nó chạy nước mắt không có gì luôn á. Con heo, ụt đục ịt. Đó, ok. Trời ơi, 10 điểm Phong ơi, từ từ có cái thẻ đó không? Đây, có cái thẻ luôn, thẻ tác luôn bạn ơi. Wow. Con heo hồng. Ok, vậy là con đầu tiên của chúng ta là con heo hồng nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo nha. Let's go. Rồi, trận này là Phong không nhường Sam đâu nha. Trận này là Phong chơi tới luôn đó. Phong mà mấy bạn coi, mấy bạn lại bảo là anh chị chơi vậy là nó không có vui. Phải gọi là có thắng, có thua nó mới vui, hiểu không? Okay. Đó. Game này là chúng ta sẽ phải né mấy quả bơm nha các bạn nghe. Rồi còn né gọi là sấm chớp nữa nè. Đó. Bơm. Trời ơi. Ủa mà sao lần nãy không ai bị. Ui. Yeah, 3 điểm đầu tiên thuộc về Phong. Quá đã. Rồi, trò tiếp theo sẽ là trò. Trời ơi, lại là trò này hả? Trò này là trò nhìn màu. Rồi. Gì vậy? Sao mới đẩy Phong xuống hả?
chuyện xấu là sẽ bị gọi báo đấy mà An, nên đừng làm chuyện trời xấu ơi, nha. Pha đó là sam mây đó, pha đó là sam mây là cái đó nó nâng lên sớm nha. Màu đỏ, màu tím, ui màu vàng, màu vàng, màu vàng, màu vàng. Ok. Cái này Sammy biết sao không? Tại Sammy nãy Sammy làm người xấu đó, cho nên là Sammy bị quả báo đó. Ông đừng có hét. À, họ đừng hét hả? Ok, Phong tính hét. À, chào đây. Trời ơi, chào này Phong. Ơi. Phong là cao thủ rồi, chào này Phong là cao thủ rồi. Tung nè, tung nè. Yeah, win luôn. Ghê luôn á. Hợp đầu tiên. Hợp đầu tiên dành cho Phong. Bình thường mà người ta gọi là làm mấy cái mở inbox người ta hay vậy nè bạn. Đó, ok, để tôi sờ thử bên ngoài đi, tôi coi nó là con gì nha. Lỗ tai con này mà. Thì nó ngắn, Sam ơi, nó không dài, Sam ơi. Không, con gì vậy? Con cáo, wow. Cáo lỗ tai, ú, cáo dễ thương, tôi thích con cáo. Con cáo này là con không khóc, wow. Trời ơi, con khóc là nó có giá hơn nhưng sao? Ủa vậy hả, con khóc là có giá hơn hả? À? Sam ơi, đổi con cáo đi heo không? Ồ, cũng được, cũng một được. Một con nha bạn, một con. Để tôi để nó ở đây luôn, tôi để nó ở đây để có vía nè bạn. Tôi sẽ bỏ nó vô trong cổ áo của tôi đó, để cho có vía nha bạn, ok. Rồi, đến trận tiếp theo nè. Rồi, trò tiếp theo chúng ta sẽ là trò chạy ngay đi, ok. Rồi, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Ui, cái trái bắp của tôi, trái bắp của tôi. Bắp của tôi, he he, bắp của tôi. He gì đâu có thắng Phong đâu mẹ. Hồi nãy lông hơn thôi, toàn ra mắt lợi của ông không à. Dạ, dạ. Ê, 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 kêu, sợ chưa? Ủa? Tôi tính chặn đầu Sam ai vậy đó, tôi lại là người thua chứ. Trời ơi. Không nha bạn ơi, bạn làm điều xấu rồi đó, thấy chưa? Nghiệp quật. Thấy chưa, bạn làm điều xấu và bị nghiệp quật nha bạn nha. Rồi, trò tiếp theo là trò danh long mà. Ok, đi đi đi, bây giờ tôi phải lụm mấy cọng lông trước. Tôi phải lụm mấy cọng lông trước. Xong đầu mình lụm được lông thì mình sẽ chạy với bạn. Mình sẽ chạy, mình không để cho Sam đụng vô người mình là được. Ô, ok, ok, ok. Ô, của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, của tôi. Của tôi. Ê, của tôi Sam ơi, của tôi Sam ơi. Lụm hết tám cộng, lụm hết tám cộng luôn. Đứng lại rồi. Không đứng, không đứng, không đứng. Của Phong hết nha, của Phong hết. Ơi. Cộng luôn của tôi. Ai à? Yeah. Ai. Lắm rồi. 5 cộng, vẫn còn hơn Sam, vẫn hơn Sam. Tôi mặc dù thua nhưng mà khúc cuối tôi vẫn thắng các bạn. Rồi, trò tiếp theo sẽ là trò laser. Đó, cái này hồi nãy Sam chỉ tôi là mình phải phóng qua đúng không? Cái gì vậy trời ơi? Là phóng qua dữ chưa Sam? Rồi xong rồi, không thấy vui trong lòng. Sam thấy gì, Sam nhớ góc tối ở trong căn phòng. Đó. Trò tiếp theo sẽ là trò né gạch đó, cái này là gạch đá chọi nè, đó mình phải né nè. Cái gì? Ủa gì vậy? Sam ơi, thua đi, chỉ cần Sam thua trận này nữa là Phong được mở luôn hộp tiếp theo nè. Sam thua đi. Sam thua đi. Phong thua đi. Sam thua đi. Sam thua đi. Ở nó nhanh hơn, nó nhanh hơn, nó nhanh hơn, nó nhanh hơn. Cái miệng không sao á. Yeah, đảo quá con ơi, đảo quá, chúng ta được mở thêm một bạn nữa rồi. Cái miệng không sao mọi người. À, tôi xin phép tôi mở tiếp con tiếp theo nha các bạn ơi. Let's go. Rồi để coi. Rồi ra con thỏ hoặc là ra con voi. Ông thích con nào nhất nhưng mà trong mấy con này, ông thích con nào? Thì tôi nói nữa, tôi chỉ thích con heo thôi mà mở được con heo rồi cho nên là tôi cũng không cần những con khác nữa, bạn hiểu không? Tôi chỉ cần con heo thôi. Rồi, con tiếp theo. Thỏ. Ủa con này sờ tiếp tục nó vẫn không có lỗ tai Sam ơi. Trời ơi chết rồi. Không, hình như là lỗ tai của nó ngắn hay sao á. Trời đừng có nói ra một, hai con cáo nha. Một là cáo, hai là cừu bạn ơi. Sam ơi nó ra hai con cáo luôn Sam ơi. Ủa con cáo hả? Trời ơi. Một con cáo có màu cam gọi là nhạt với một con cáo có màu cam đậm mấy bạn ơi. Trời nè, ơi. Con cáo nhạt và nhúng con đậu nha. Con này là ủa con này là phải con cáo bạn hay là con này là con chó ta? Thôi đây là con đậu đúng không? Đây là con chó mà. À vậy là một con chó, một con cáo nha bạn. Nãy mình nhầm con này là con cáo nha. À, ok. Vậy đầu thúi có nha bạn. Đầu thúi có quà nha. Đầu thúi có quà nha. Đây là sẽ tặng cho đầu thúi nha. Rồi trận tiếp theo này là tô màu. Tôi có bí quyết chơi game này các bạn. Khi mà ai ủa tôi té hoài luôn nè. Ủa gì kì bí quyết của tôi là chơi
thật là nhiều, không nói nhiều chứ Phong Cận. Nó nhiều quá bạn ơi. Nó nhiều quá hả? Nhiều quá hả? Ui. Hơn người ta không? Trời ơi, Sammy tô màu nhiều quá. Tôi đi theo tôi tô lại tôi mệt muốn chết luôn. No, bây giờ tôi tô chỗ nào là Sam lắp lại của tôi chỗ đó vậy? Đàm rồi xong, bí kíp tôi nó sai rồi bạn ơi. Bí kíp tôi nó sai rồi. Bí kíp lấy gì vậy? Bí kíp lấy gì? Bí kíp tôi nó sai rồi. Trời ơi. Bí kíp lấy gì vậy? Bí kíp của tôi là tôi sẽ tắt cái cây cầu nhưng mà tôi chưa kịp tắt nữa. Trời ơi. Baby tree. Rồi rồi, bây giờ là cái nào là thành số 1 là phải né nè. Ok rồi. Sam ơi, Sam ơi, Sam nhảy xuống dưới đi. Sam nhảy xuống dưới đi, Phong sẽ tặng cho Sam một hộp, được không? Ông ở đâu khôn cái gì vậy? Đó, càng lúc nó càng nhanh này đó, càng lúc nó càng nhanh này đó. Càng lúc nó càng nhanh này đó, càng lúc nó càng nhanh này đó, càng lúc nó càng nhanh này đó. Ui, xuống nó nhanh quá vậy. Nhanh quá vậy. Ôi, ôi, ôi. Cay quá. Cay quá mấy nấy ơi. Trời ơi. Thêm ván nữa nè. Mới ván nữa lật cho nốt nè trời ơi. Thêm ván nè, thêm ván nè. Không có đâu, không có đâu. Trời ơi. Đá banh, ngời của tôi, ngời của tôi. Cho vô lật cái được không? Đi, trời ơi, đá banh nó chịu quá. À, là cái gì? Cho Sam vô cái để cho Sam gọi là được lật con hả? Không có đâu, không có đâu. Chơi là phải chơi công bằng, không có đâu. Thời cơ tới, thời cơ tới. Thời cơ tới. Trời ơi. Rồi, Messi. Ủa? À, Sammy là fan Messi hả? Tôi fan Ronaldo nè. Đó, fan ai là người đó mạnh hơn. Fan ai là thích người đó hơn. Tôi thích Ronaldo nha. Ok. Mấy bạn nào fan Ronaldo comment xuống bên dưới tôi biết nha. Còn bạn nào fan Messi comment xuống bên dưới nha. Ok. Cái lửa này. Cái lửa này chế banh sẽ tưng tưng mạnh hơn. Ui, vô. Yeah. Trời mày quá. Trời ơi. Tôi đang lo tôi vỗ tay Sammy gọi là canh thời cơ. Ê, bị khó chịu quá. Sammy khó chịu hả? Thôi mà Sammy đừng khó chịu mà không thương nha, không thương nha. Thôi win luôn rồi, đá làm gì nữa bạn ơi. Giang thật chứ. Qua rút gì mạng không gặp phải được. Rút gì mạng. Thôi không chơi nha bạn ơi. Ở ngoài mấy bạn biết không, ở ngoài cửa phòng mình nó có cái cầu dao. Bây giờ Sammy với đường qua đó Sam cúp cầu dao cái là mình thua luôn. À, đây banh số 10, banh vàng. Banh vàng 10 điểm. No! Trời. Không làm gì vậy? Sammy lượm hai cái banh vàng của tôi luôn. Banh vàng. Ông ngồi banh vàng hết thời gian luôn á Phong. Banh vàng. Banh vàng của tôi. Banh vàng tiếp. 50 điểm. Quá đã. Gáy lên các bạn ơi, gáy ban trời các bạn ơi. Banh vàng. Có banh vàng. Banh vàng 90 điểm rồi Sam ơi. Trời cái ơi. Gì vậy? Thôi tôi xin phép tôi thắng luôn nha Sam ơi. Rồi bằng điểm nhau rồi. Bây giờ Phong với Sam ai là người chiến thắng để được đây. Trời ơi đó. Sao Sammy có vẻ buồn quá vậy Sam? Thôi đừng buồn mà. Đừng buồn nha. Tôi không có buồn hiểu không? Cay. Cay. Nhưng mà chơi game là không có giận Phong nha. Này là mình chơi công bằng nha, không giận Phong nha. Tôi chơi game với Sam vậy chứ tôi cũng gung lắm bạn ơi. Tôi là gọi là ông chùm sợ vợ mà. Nên là sợ lắm. Đó. Rồi cái nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần đánh cái trái gôn vô trong cái lỗ là được. Thôi thắng luôn Sam nha. Gì vậy? Không thắng luôn nha. Ok Phong tới đích rồi Sam ơi. Rồi Phong win luôn nha Sam ơi. Win luôn. Vô. Trời ơi nó lăn xuống rồi. No. Vô lỗ luôn. Yes. Ủa sao nghe giọng Sam buồn quá vậy? Cười chứ có gì đâu. Rồi rớt xuống dưới luôn. Cố lên. Hay quá. Trời ơi. Hay quá. Vỗ tay chúc mừng Sam. Vậy là coi như là mình sẽ mở hộp tiếp theo nha các bạn. Dạ. Thì nói chung là Sammy từ nãy giờ thấy Sammy hơi buồn. Nhưng mà tôi có cái này muốn nói với Sam nè Sam ơi. Tôi sẽ mở thêm hộp này. Nhưng mà hai hộp cuối cùng thì tôi sẽ tặng cho Sam luôn được không? Rồi ok thôi, nói chung là chơi game từ nãy giờ là mình chơi chủ yếu là chơi cho vui để có video cho bạn coi thôi đó, chứ thực ra là mình vẫn sẽ tặng cho Sam gọi là nhiều hơn á. Mình lấy tầm hai con thôi bạn, mình lấy con heo với lại con gì đó thôi là được rồi, còn Sam thì Sam được lấy hết nha bạn nha, mình tặng Sam hết. Ok tiếp theo sẽ là con gì đây ta? Sammy đón con này là con gì Sam? Con thỏ hoặc là con voi đi. Sẽ mở được con gì đây? Con gì đây? Con số gì ra cơ ra? Con mấy gì ra? Từ từ tôi chưa sợ lỗ tai để sợ thử. Ê, Sam ơi. Gì Sam vậy? Cái lỗ tai nó hình tròn Sam ơi. Lỗ tai nó hình tròn con Sam ơi. Con voi hoặc là con panda. Có khi nào là xích rệt không? Oh, panda! Wow!
Panda cũng được, Panda cũng được, Panda cũng dễ thương. Panda cũng dễ thương lắm bạn ơi. À, đáng yêu các bạn. Rồi ok. Hai hộp tiếp theo thì Sammy sẽ qua phòng mình để mở nha. Rồi Sam ơi, Sam cầm hai hộp tiếp theo qua phòng Phong đi. Phong với Sam sẽ mở nha. Ok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hai hộp cuối cùng là hai hộp của Sammy nha. Thì đây đậu, bé đậu ba tặng bé đậu con chó nè. Ba Phong tặng đậu con chó. Đậu, đậu 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 đậu. Giờ mới biết là con chó bạn nhìn nè. Ờ đúng rồi, con chó hay con cá không biết, mà nhìn giống con chó các bạn ơi. Nhìn nè, như đậu. Thích không đậu, thích không đậu, thích không, thích không, thích không, thích không. Rồi nhìn thích lắm các bạn ơi, đậu thích. Rồi ok đó. Thôi cho đậu xuống dưới đi, đậu mập, đậu đậu dậy dữ quá. Rồi bây giờ Sammy sẽ mở hai hộp của Sam để coi Sammy sẽ mở được con gì nha bạn. Ok rồi Sam mở đi. Rồi ông, ủa ông muốn mở không? Thôi Sam mở đi, cho Sam rồi, mở hết. Ok tao mở hết nha. Ok rồi, để xem quay ra con gì đây. Con gì đây, con số gì ra trời, nhiều. Mình nhiều con quá bạn ơi. Thôi nè mấy con đừng khóc nha, tí nữa mẹ cho uống sữa nha, đừng khóc. Rồi, mấy con ơi. Ok đừng khóc con ơi, nuôi nhiều con quá bạn ơi, bạn thấy gia đình đông con hả bạn? Đông con quá. Đừng đông con không? Rồi cắt nha. Ông muốn ra con gì? Tôi hả? Tôi rất là mong được xích nhìn rồi. Thấy con xích rịch coi. Đúng nhìn rồi. Nó như thế nào. Ô ô ô, từ Sam, tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy là con gì rồi, Con gì ạ? Rồi bạn xem nha. Ô cưng dạ, trời ơi nhìn nó cưng như nè. Trời ơi con này nhìn cưng thật sự luôn á. Trời ơi bạn, trời ơi thấy cái tay tôi hơn chưa, thấy cái tay tôi chưa. Trời đất ơi con voi, e nó thật luôn vậy, con voi với là con khủng long mình thích con voi hơn nha. Nhìn nè cái mặt đó nè bạn, đó nhìn cưng chưa. Rồi trời ơi, đây thêm có con nữa. Rồi con cuối hy vọng nó xích địch đi. Ê hoặc là con thỏ, tôi muốn con thỏ rồi. Sam thiếu con thỏ nha. Thiếu con thỏ cho nó, con màu hồng là của ông, con thỏ là của tôi luôn. Ok rồi. Tại vì con thỏ là cái bì á bạn, con thỏ nó đặc biệt, tại nó là cái bì á nên là người ta săn săn hết á. Đây một sẽ là con khủng long, hai là con cừu, ba là con thỏ. Ok là có ba con này hoặc là bốn là con xích rịch. Trời ơi ra khủng long. Thôi đừng ra khủng long nha, tôi không thích khủng long rồi. Con cừu mở đi trời ơi ra khủng long là mệt á. Rồi ok để coi con tiếp theo là con gì. Trời ơi trộn vía nha, đừng ra khủng long là mơ. Em trộn vía băng ơi, trộn vía đi. Vía trộn vía đừng ra khủng long. Thôi dở thở dài vậy trời. Tôi đi đây. Dở sao mở cho bạn coi đi, Phong đi đây. Ôi chơi kỳ quá dở. Xui như quỷ vậy hả? Mắt lẻ nè mà con này chỉnh được mắt nha. Đó, nghe không? Thôi không sao, nói chung là cũng dễ thương. Nói chung là chỉnh được mắt lẻ thì con thấy cũng dễ thương nha. Ok cũng được. Ôi xui quá bạn ơi, rất là xui cho Sam, là bởi vì là Sam không thể nào mở ra được con thỏ trong 6 con. Trời ơi. Ok thôi nhưng mà không sao, dù gì thì tôi cũng đã tặng cho Sam thêm một hộp nữa, vẫn còn cơ hội unbox mà sao đúng không? Yeah. Vẫn còn cơ hội unbox mà, cho nên mấy bạn hãy xem thử coi liệu rằng lần sau Sammy unbox sẽ ra được con gì nha. Còn bây giờ thì tôi có 6 con đây rồi. Đây, 6 người con. Thôi, nói chung là tôi được con heo là cũng hợp lý rồi. Đó, Sam được con panda được rồi Sam. Ồ, panda. Panda với con voi nè, Sam thích panda với voi đúng không? Panda với voi cũng được. Còn một hộp nữa của Sammy thì Sammy sẽ mở trên TikTok. Thì bạn hãy nhớ xem TikTok của Sam để coi Sam có mở được xích rịch hay là ra được con thỏ không nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và nếu như bạn nào muốn mình tiếp tục làm tiếp game nhận phần thưởng như thế này thì quên comment xuống bên dưới. Và đừng quên nhấn nút like ủng hộ cho mình nha. Bye bye.